Mặc dù để thua nhưng Sài Gòn Heat vẫn khiến các cổ động viên hài lòng vì màn trình diễn đầy máu lửa và quyết tâm của mình. Và trong thời gian tới, đại diện duy nhất của Việt Nam tại đấu trường ABL sẽ vẫn là một hình tượng, thậm chí là mục tiêu để nhiều tài năng bóng rổ trẻ vươn đến. Để làm được điều đó, các em đã bắt đầu bằng cách thử sức tại hội trại tuyển chọn của Junior NBA, chương trình đã tạo nên tiếng vang sau hành trình 5 năm đầy thú vị. Với lần thứ tư trở lại Hà Nội, hội chạy tuyển chọn tài năng bóng rổ Junior NBA đã chứng tỏ được sức nóng ngày một lớn khi thu hút tới gần 1.000 trẻ em tham dự. Tất cả các em nhỏ yêu bóng rổ lứa tuổi từ 5 đến 14 đều háo hức đến với sân chơi thường niên của Hiệp hội Bóng rổ Nhà nghề Mỹ. Bởi đây không chỉ là cơ hội cho các em tiếp cận với môi trường đào tạo chuyên nghiệp mà còn được vui chơi, thử sức và đặc biệt hơn là thỏa mãn niềm đam mê của mình. Con đến với NBA Junior là con muốn trải nghiệm thêm những skill và cách ném, cách truyền của các cầu thủ NBA ạ. Ước mơ của con là trở thành một cầu thủ bóng rổ để thi đấu nhiều hơn ạ. Con tham dự chương trình này bởi vì là đam mê của con là được thi đấu bóng rổ. Con rất là đam mê bóng rổ và sau này nếu như mà có cơ hội thì con sẽ thi đấu cho bóng rổ quốc gia của Việt Nam. Nhiệm vụ của chúng tôi là mang lại cho các em cơ hội thông qua việc đảm bảo các em được hướng dẫn bởi những huấn luyện viên chuyên nghiệp. Giờ đây Việt Nam đã có VBA và Sài Gòn Heat ở ABL. Đó là những nấc thang để các em phấn đấu. Và nếu các em thật sự có được đam mê và nỗ lực hết sức, các em sẽ đạt được ước mơ của mình. Sau mỗi đợt tuyển chọn, những ứng viên xuất sắc nhất từ 4 tỉnh thành sẽ hội quân tại thành phố Hồ Chí Minh để tập luyện trước khi có chuyến du đấu quốc tế. Có thể nói, không chỉ dừng lại ở việc mang đến một chương trình huấn luyện chuyên nghiệp, Junior NBA đã mở ra một hướng đi cũng như mang đến nguồn động lực để các em nuôi dưỡng tình yêu với trái bóng cam và từng bước nỗ lực phấn đấu.